Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mỗi gia đình ở thủ đô hãy trồng một cây để Hà Nội trở thành thành phố với bốn mùa hoa nở. Đó là lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại lễ hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Quả xoài là loại quả thứ 6 của Việt Nam chính thức được cấp phép vào Mỹ sau gần 10 năm đàm phán. Nhiệt độ tăng lên gần 40 độ C, nắng nóng kéo dài. Người dân tại thành phố Hồ Chí Minh gặp tình trạng khó khăn khi tham gia giao thông hoặc hoạt động ngoài trời, thậm chí phải nhập viện trong những ngày vừa qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tham dự lễ hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại huyện Đông Anh, Hà Nội vào sáng ngày 18 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi mỗi gia đình ở thủ đô hãy trồng một cây để Hà Nội trở thành thành phố với bốn mùa hoa nở và xây dựng một nét đẹp mới của Hà Thành. Năm nay, huyện Đông Anh thực hiện trồng mới 55.000 cây xanh để đạt tiêu chuẩn mỗi người dân có 6m² cây xanh. Đây là một trong các tiêu chí để Đông Anh có thể trở thành quận. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương thành phố Hà Nội trong 3 năm qua đã trồng mới được 1 triệu cây xanh, cùng với đó đã khởi công xây dựng mới 7 công viên hiện đại và nâng cấp 144 sân chơi, vườn hoa nhỏ trong các khu dân cư xã phường. Để góp phần thiết thực hưởng ứng Tết trồng cây năm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành và địa phương cần thực hiện Tết trồng cây ngay từ những ngày đầu năm, quyết tâm trong 10 năm tới đưa Việt Nam trở thành trung tâm hàng đầu thế giới về sản xuất, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ rừng trồng. Đồng thời kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên và không sử dụng gỗ bất hợp pháp, cùng với xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cùng với lời kêu gọi mỗi gia đình ở thủ đô trồng ít nhất một cây xanh, cây cảnh hay cây hoa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Hà Nội sớm trở thành thành phố bốn mùa hoa nở, luôn sáng, xanh, sạch đẹp. Quyết tâm trong 10 năm tới. Tại cuộc tiếp, ông Alexander Anikin, Phó Chủ tịch Cơ quan Chống Tham nhũng thuộc Tổng thống Liên bang Nga vào chiều ngày 18 tháng 2, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Chống Tham nhũng của Nga thông qua việc trao đổi các đoàn công tác. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam rất coi trọng công tác phòng, chống tham nhũng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, là một trong những ưu tiên hàng đầu để xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu quả. Trong đó đề cao trách nhiệm giải trình, tính công khai, minh bạch, đồng thời mong muốn phía Nga tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Ông Alexander Anikin cũng mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo thuận lợi để hai cơ quan tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật. Chiều cùng ngày, tại cuộc tiếp Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào Khamani Intirat, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định hợp tác về năng lượng giữa Việt Nam và Lào không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế, mà còn có ý nghĩa quan trọng về chính trị, an ninh, thể hiện sự hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước. Phó Thủ tướng đề nghị hai bên sớm xây dựng cơ chế đảm bảo kiểm soát chặt chẽ việc đầu tư xây dựng các công trình hồ, đập thủy lợi, thủy điện ở khu vực biên giới trên các dòng chảy có hạ lưu về Việt Nam. Bộ trưởng Khamani Intirat cho biết đã làm việc với các cơ quan của Việt Nam về phát triển các dự án thủy điện tại Lào, đấu nối hệ thống điện và mua bán điện giữa hai nước. Hiện đã thống nhất được nội dung hợp tác chung và một số dự án lớn để xin ý kiến lãnh đạo hai nước sớm ký kết để triển khai. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 2, trái cây Việt Nam lại đón nhận thêm một tin vui nữa. Đó là quả xoài của Việt Nam đã chính thức được vào thị trường của Mỹ. Đây là loại trái cây thứ 6 của Việt Nam có mặt tại thị trường này. Quả xoài được cấp phép vào một thị trường khó tính nhất nhì thế giới, một lần nữa khẳng định thương hiệu, chất lượng uy tín của nông sản Việt nói chung và trái cây Việt Nam nói riêng trên thị trường quốc tế. Những quả xoài này từ hôm nay đã chính thức được cấp phép vào thị trường Mỹ. Văn bản chấp thuận nhập khẩu xoài được Văn phòng Cục Kiểm dịch Động thực vật Hoa Kỳ, Tùy viên Nông nghiệp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam trao cho đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vào chiều nay tại Hà Nội. Tính cả thị trường Mỹ, quả xoài Việt Nam đã vào được 41 thị trường trên thế giới. Đây là một cái sự kiện hết có sức có ý nghĩa, một cái niềm vui đối với ngành nông nghiệp và đối với nông dân Việt Nam chúng ta. Việc trái xoài được xuất vào thị trường Mỹ đã khẳng định, một lần nữa để khẳng định về cái thương hiệu và các cái chất lượng, uy tín của nông sản Việt nói chung và trái cây Việt Nam nói riêng.
Bởi vì thị trường Mỹ là một thị trường mà cũng đưa ra rất yêu cầu rất cao về mặt tiêu chuẩn, về mặt chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Quả xoài Việt Nam vào Mỹ phải đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe. Ví dụ như vườn trồng, cơ sở xử lý và đóng gói phải được cơ quan kiểm dịch động thực vật Mỹ cấp mã số để quản lý và truy xuất nguồn gốc. Tuy vậy, ngay tại lễ công bố chấp thuận xoài Việt Nam vào thị trường Mỹ, nhiều doanh nghiệp cũng rất tự tin thực hiện được. Cái thị trường Mỹ thì theo tôi nghĩ thì nó khó hơn một tí nữa thôi, nhưng mà cái khó đó thì nó cũng không có cái gì mà cản trở với doanh nghiệp và của người nông dân của Đồng Tháp. Cũng không lo lắng gì, tại vì mình đã có chuẩn bị từ trước rồi, chuẩn bị từ 5-6 năm về trước, cho nên bây giờ hầu như là cái này là cái khởi đầu thành công của cái xoài Việt Nam mình. Quả xoài Việt Nam được đánh giá có lợi thế rất lớn trên thị trường thế giới. Đây cũng là loại quả mà 59 trên 63 tỉnh thành trong cả nước đang trồng với diện tích gần 90.000 ha. Hiện sản lượng xoài trồng ở Mỹ mỗi năm được khoảng 3.000 tấn, chỉ bằng 1% lượng nhập khẩu mỗi năm. Quả xoài Việt Nam được đánh giá có lợi thế rất lớn và đây cũng là loại quả mà 59 trên 63 tỉnh thành trong cả nước đang trồng với diện tích gần 90.000 ha. Đến thời điểm này thì xoài là loại trái cây thứ 6 của Việt Nam đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào Mỹ. Trước đó thì có vải, nhãn, chôm chôm, thanh long, vú sữa lần lượt được xuất khẩu tươi vào thị trường khó tính này và nhận được phản hồi rất tích cực, điển hình là trái thanh long. Thanh long là loại trái cây đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu vào thị trường Mỹ vào năm 2008. Kể từ đó đến nay, lượng thanh long xuất khẩu vào Mỹ tăng theo từng năm. Loại quả thứ hai của Việt Nam được xuất khẩu vào Mỹ là quả chôm chôm, lô hàng đầu tiên xuất đi năm 2011. Năm 2014, Bộ Nông nghiệp Mỹ chính thức cấp phép cho quả nhãn và vải của Việt Nam vào thị trường này. Loại trái cây thứ 5 của Việt Nam đạt tiêu chuẩn vào Mỹ là vú sữa. Lô vú sữa xuất khẩu đầu tiên là vào tháng 12 năm 2017, sau 10 năm đàm phán. Việt Nam cũng là nước đầu tiên được cấp phép xuất khẩu vú sữa sang thị trường Mỹ. $2.4 tỷ là kim ngạch xuất khẩu mà ngành cá tra Việt Nam đặt ra trong năm 2019. Để đạt được mục tiêu này, sáng ngày 18 tháng 2 tại tỉnh An Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển ngành cá tra năm 2019 với nhiều giải pháp được đưa ra. Năm nay, ngành cá tra xác định giữ nguyên diện tích sản xuất như năm 2018 với khoảng 5.400 hectare nhưng phải tăng sản lượng. Ngành cá tra cần tập trung vào các nhóm giải pháp then chốt như quyết liệt nâng cao chất lượng nguồn cá giống, đẩy mạnh liên kết để hình thành chuỗi giá trị bền vững và tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, tận dụng, khai thác tốt các thị trường trong và ngoài nước. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đặt hàng các doanh nghiệp đầu ngành sớm phải thành lập Viện Nghiên cứu Cá tra để phát triển ngành hàng này theo hướng chuyên sâu, chất lượng và bền vững. Thưa quý vị, vụ lúa đông xuân là vụ sản xuất chính ở Việt Nam. Tuy vậy, từ cuối năm ngoái kéo dài đến thời điểm này, giá lúa liên tục giảm khiến nông dân lo lắng. Hiện gạo Việt Nam đã xuất khẩu sang hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thế nhưng khi nhu cầu thị trường gạo thế giới có xu hướng giảm, đòi hỏi ngành sản xuất lúa gạo trong nước phải có những thay đổi phù hợp. Hiện nông dân ở nhiều vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang đứng ngồi không yên vì giá gạo đang xuống quá thấp. 4 hectare lúa đầy thơm tám của ông Năm, còn khoảng 4 ngày nữa là thu hoạch. Nhưng đến thời điểm này, ông vẫn chưa chốt với thương lái nào khi giá thu mua được đưa ra chỉ vào khoảng 4.700 đồng một kg. Với giá này thì bà con chắc không có lãi bao nhiêu. Sợ rồi giờ mưa xuống rồi một cái là cả nhà bỏ luôn. Hiện giá lúa giảm gần 1.000 đồng so với vụ đông xuân năm ngoái. Với mức giá này, mỗi hecta lúa, nông dân mất khoảng 8 triệu đồng. Nhu cầu nhập khẩu gạo nó không mạnh. Cho nên dẫn tới nguồn cung gạo thế giới trở nên dồi dào hơn so với cầu. Theo cái ước tính của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, dự trữ gạo thế giới ở thời điểm đầu năm nay đủ cho nhu cầu tiêu dùng của toàn thế giới trong vòng hơn 4 tháng. Chuyên gia nông nghiệp và doanh nghiệp thu mua xuất khẩu lúa gạo đều đề xuất thực hiện giải pháp tích trữ lúa gạo trong thời điểm này. Theo họ, đây là giải pháp tốt nhất trong khi chờ đợi các đơn hàng mới. Nếu thực hiện giải pháp này, nút thắt cần tháo gỡ là vốn. Cái vấn đề tài chính là cái vấn đề mà hiện nay là cái nút thắt đối với các hội viên. Nếu mà không có hợp đồng xuất khẩu thì các doanh nghiệp sẽ rất khó khăn trong việc huy động vốn vay từ các ngân hàng.
Trong cuộc gặp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với các doanh nghiệp Trung Quốc vừa diễn ra sáng nay, các doanh nghiệp Trung Quốc cam kết trước mắt sẽ thu mua thêm 100.000 tấn gạo của Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng yêu cầu các doanh nghiệp trong nước triệt để tuân thủ các hợp đồng mua bán gạo đã ký từ trước đó. Các doanh nghiệp đầu mối thì thực hiện theo cái nghị định, đúng cái nghị định xuất khẩu gạo thì là phải mua tạm trữ 5%. Chúng tôi sẽ có cái chỉ đạo phối hợp với địa phương để rà soát lại cái chuỗi liên kết, làm sao mà nó gắn kết được giữa cái doanh nghiệp và cái người nông dân, đặc biệt là khuyến khích cái thương lái tham gia trong cái chuỗi này như thế nào. Từ năm 2015, chúng ta đã dừng thu mua tạm trữ lúa gạo. Dự kiến ngày mai chính phủ sẽ họp với các bộ, ngành và doanh nghiệp để bàn về vấn đề này, đồng thời tìm giải pháp hiệu quả, tháo gỡ khó khăn cho bà con nông dân, kể cả trước mắt cũng như lâu dài. Trong phần tiếp theo của bản tin, nhiệt độ tăng gần 40 độ C, người dân tại thành phố Hồ Chí Minh gặp tình trạng khó khăn khi tham gia giao thông, thậm chí phải nhập viện trong những ngày vừa qua. Việt Nam ghi dấu sự phát triển của ngành vi phẫu khi phẫu thuật thành công chuyển ngón chân thành ngón tay cái, giúp bệnh nhân có khả năng lao động trở lại. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, các tỉnh phía Nam đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt khi nhiệt độ ngoài trời có nơi lên tới gần 40 độ C. Nắng nóng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân, nhất là người phải lao động ngoài trời, người già và trẻ nhỏ. Nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh tăng cao trong mấy ngày qua, nhiều người dân gặp phải tình trạng khó khăn khi tham gia giao thông hoặc các hoạt động ngoài trời. Bên cạnh đó là hàng loạt các thông tin về bức xạ tia cực tím cũng gây hoang mang, lo lắng cho người dân. Sau một tuần sau Tết thì số liệu mà các bệnh nhân đến khám điều trị cả người lớn và người bé tăng hơn 10% so với trước Tết. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh số người đến khám tăng từ 10 đến 20%, thì số người bệnh cao tuổi đến khám điều trị chiếm khoảng 70%. Nếu như mà người đi đường mà không được che chắn đầy đủ và đi trong thời gian dài và không được cung cấp nước đầy đủ, thì có thể gây đến các cái tình trạng mất nước, mất điện giải quá lớn. Và đặc biệt là trong những người già hoặc là trẻ em nhỏ, do cái lượng nước trong cơ thể của người già thì ít, có thể dẫn đến tình trạng nặng lên của các bệnh khác, ví dụ như bệnh lý tim mạch, bệnh lý về tiểu đường. Đối với đối tượng mà trẻ con mà quá nhỏ thì do trẻ không có biết là nhu cầu khát để uống nước. Nếu mà đi ở cái môi trường mà lâu như vậy mà không được uống nước là bệnh nhân có thể là tụt huyết áp, sốc nhiệt. Còn tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, trung bình mỗi ngày có hơn 5.000 bệnh nhi đến khám, chủ yếu là các bệnh tiêu chảy, hô hấp, sởi, tay chân miệng. Thứ nhất là tắm cho trẻ ra nắng nóng quá nhiều, đặc biệt vào lúc từ 10 giờ cho tới 2 giờ chiều là thời điểm mà nắng nóng nhất trong ngày và có nhiều tia cực tím, trẻ dễ bị mắc bệnh. Chuyện thứ hai là chúng ta nên cung cấp đầy đủ nước cho trẻ. Đối với trẻ thì cái nhu cầu nước nó rất là cao, nhiều hơn người lớn. Cái thứ ba là tăng sức đề kháng cho trẻ là bằng cách dinh dưỡng đầy đủ, uống thêm rau củ quả và đặc biệt là tiêm chủng cho trẻ đầy đủ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Nam Bộ nhận định, từ nay đến hết tháng 4 còn có khả năng xảy ra vài đợt nắng nóng trên diện rộng, mỗi đợt kéo dài 2-3 ngày. Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh, chiều ngày 17 tháng 2, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa đá kèm gió lốc. Tại các xã Tả Van, Tà Giang Phìn và thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, trận mưa đá kèm gió giật mạnh cấp 6, cấp 7 đã khiến 7 nhà dân bị tốc mái, nhiều diện tích hoa màu bị hư hỏng. Theo người dân địa phương, trận mưa đá đã kéo dài trong khoảng 10 phút, đường kính hạt đá khoảng 1 cm, có những hạt lớn đạt mức 1,5 cm. Ngoài ra, tại xã Y Tý, huyện Bát Sát cũng xảy ra lốc xoáy mạnh trong cơn dông khiến nhiều nhà dân bị tốc mái hư hại. Trong khi đó, trên đỉnh Phan Xipang trong chiều qua đã có mưa băng. Sáng nay tại khu vực này cũng ghi nhận là có tuyết rơi dày. Cái đẹp sinh ra từ nghịch cảnh, từ rác thải, đấy mới là hoàn hảo. Vâng, đó là chia sẻ của một chủ quán cà phê rất độc đáo nằm trong khu phố cổ Hà Nội. Quán cà phê tới 98% được thiết kế từ đồ tái chế. Những mô hình kinh doanh với thiết kế từ đồ tái chế có thể không quá mới lạ với chúng ta, nhưng thông điệp kêu gọi bảo vệ môi trường từ những mô hình như vậy lại chưa bao giờ là đủ. Vậy mời quý vị hãy cùng phóng viên của VTV4 tìm hiểu về điểm đến thú vị này, những tự sự của chính chủ quán cà phê cùng không gian ấn tượng của quán.
Bắc Ninh là một trong những cái nơi mà ô nhiễm nặng nề nhất của cả nước, có những làng gọi là làng ung thư, người làng mình đến 90% là chết do ung thư. Cũng rất là buồn và muốn làm một cái điều gì đó để mà muốn là mọi người nâng cao cái nhận thức để bảo vệ môi trường. Dù mình có gom đến bãi rác thì cái đấy cũng vẫn là một cái áp lực rất lớn cho môi trường. Ví dụ như một cái lốp xe hoặc là một cái chai nhựa hàng trăm năm sau nó còn chưa tiêu hủy được, thì mình thấy là cái đấy nó không quán triệt. Mình muốn là thay vì vứt đi và mình phải biến nó thành cái vật dụng khác để mình có ý nghĩa hơn và có cái giá trị nhất định. Cái đường từ đây lên Thái Nguyên này, đây lên Việt Trì, Phú Thọ, có hôm thì đi đường Hòa Bình, thì dọc đường cứ thấy cái gì thì mình nhặt về, mình mang về, cứ chất đầy cái xe tải mang về đây, bắt đầu mình mới thiết kế. Bởi vì có những nơi người ta phải cắt đi rất nhiều và người ta vứt đi rất nhiều để lấy được một cái bộ phận nào đó, còn mình thì mình sẽ dựa trên cái hiện trạng của nguyên của nó và tạo ra một cái mới mà không bị lãng phí đi một cái gì và gây ra một cái phần nào để tác động đến môi trường nữa. Về cái giá trị về môi trường thì là để giảm thiểu cái rác thải, thứ hai nữa là về giá trị kinh tế cũng rất là tốt, để không phải sản xuất ra cái mới, không phải chặt những cây để làm ra những cái này cái kia. Ngay đầu tiên là mình đã đặt cái tên của nó là Hidden Gem, bởi vì nó là cái viên ngọc ẩn, bởi vì mình tìm thấy cái viên ngọc ở trong những cái rác thải ấy, nó càng quý. Đối với mình, cái vẻ đẹp mà nó sinh ra từ cái đẹp thì nó rất là bình thường, đấy chuyện đương nhiên, nhưng mà đẹp mà nó sinh ra từ những cái rác thải, từ những cái nghịch cảnh ấy, cái đấy mới là cái hoàn hảo. Đến quán này thì thực sự là mình đã bị ấn tượng rất là nhiều, bởi vì mình thấy một cái thông điệp nó là no plastic, có nghĩa là không sử dụng đồ nhựa. Thì đó là cũng một trong những cái hướng mà giới trẻ bây giờ đang rất là chuộng. Tôi chưa từng thấy một quán cà phê nào như thế này tại Mỹ, nên khi đến đây uống cà phê, tôi rất ngạc nhiên với những đồ vật được tái chế của quán, và nó rất có ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Mong là mọi người cùng tham gia bảo vệ môi trường để góp phần nó cho cuộc sống nó tươi đẹp hơn. Thưa quý vị, ngón tay cái là ngón quan trọng nhất trong bàn tay của chúng ta, bởi nó chiếm tới 50% chức năng bàn tay. Vì vai trò rất quan trọng của ngón tay cái mà mới đây các bác sĩ Việt Nam đã nỗ lực tiến hành phẫu thuật thành công chuyển ngón chân thành ngón tay cái cho một bệnh nhân bị mất ngón tay cái. Thành công này ghi dấu sự phát triển của ngành vi phẫu Việt Nam ngang tầm thế giới. Kỹ thuật này giúp người không may bị mất ngón tay cái có khả năng lao động trở lại. Trong khi lao động, chiếc máy cắt đã cướp đi của người phụ nữ này 6 ngón tay từ lúc còn thanh xuân. Gia đình, nhất là người mẹ, bàng hoàng. Người ta bảo là giàu hai con mắt, có hai bàn tay. Bây giờ hai bàn tay của con tôi nó cụt hết, tôi nghĩ là không còn hy vọng gì nữa. Nhưng cuộc sống của chị đã thay đổi sau khi được phẫu thuật chuyển ngón chân cái lên thành ngón tay cái. Giờ không chỉ cầm nắm bình thường mà chị còn có thể nấu nướng, may vá, chăm sóc cho tổ ấm của mình. Còn với người đàn ông này, ngón tay cái mất do nổ bình ga mini đã được tái tạo bằng ngón chân cái. Ngay từ thời điểm đấy thì cái kỳ vọng cũng là để cầm nắm hay cầm bút các thứ thôi, không kỳ vọng quá nhiều vào nó. Nhưng giờ thì ngón tay không chỉ phục hồi, có đủ chức năng gập duỗi và còn có cảm giác. Đó chỉ là hai trong số hàng nghìn người đã trở lại cuộc sống bình dị thường ngày sau phẫu thuật chuyển ngón chân thành ngón tay cái do giáo sư tiến sĩ thiếu tướng Nguyễn Việt Tiến, một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình thực hiện. Nếu chuyển cái ngón chân cái lên mà không thu nhỏ thì trông nó có thể đạt về chức năng, vận động và cảm giác, nhưng mà không đạt về thẩm mỹ. Bởi vậy nên chúng tôi đã thu nhỏ cái ngón chân cái lại và để thực hiện trong một lần mổ. Sự thành công của một trong những kỹ thuật vi phẫu khó nhất này không chỉ giúp bệnh nhân được nối lại chi thể đứt lìa, trả lại bàn tay khỏe mạnh, giúp họ trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường, mà còn giúp nhiều bệnh nhân khác có thêm hy vọng được chữa trị thành công. Ngày 19 tháng 2 là khởi đầu của lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc ở Hải Dương. Du khách tham dự lễ hội năm nay sẽ được chứng kiến những đổi thay đáng ghi nhận về cảnh quan môi trường và những chương trình đặc sắc. Đây là những khuôn viên của di tích Côn Sơn Kiếp Bạc vừa được cải tạo chỉnh trang. Từ đầu tháng Giêng đến nay, Côn Sơn Kiếp Bạc đã đón được gần 15 vạn lượt du khách tới tham quan chiêm bái. Từ trước Tết đến nay, công tác tuyên truyền về giá trị các di tích, về nội dung chương trình lễ hội của Ban Quản lý Di tích đã được đẩy mạnh, đặc biệt là những quy định về văn hóa khi tới tham quan di tích lịch sử và lễ hội.
cấm kinh doanh và giải tỷ lệ. Đây là lần thứ hai em đến với cái đền Kiếp Bạc này, thì em thấy cái không gian và văn hóa ở đây và cũng như cách phục vụ rất là tốt, cũng như là kiến trúc cũng như là mọi thứ đây rất ok, và em nghĩ là đây sẽ có lần nữa em sẽ đến đây lần nữa. Lễ hội Xuân 2019, tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục tổ chức với quy mô lớn, nội dung mới và có những đổi mới về cách thức đáp ứng mong mỏi của người dân. Cái điểm nhấn trong lễ hội mùa xuân năm nay ấy, thì tập trung vào các nghi lễ. Đó là tối ngày 14 tháng Giêng thì tại sân chùa Côn Sơn sẽ diễn ra lễ liên hoa hội thượng. Và sang ngày 16 tháng Giêng thì sau khi buổi sáng thì rước nước vào hồi 10 giờ. Tại sân chùa Côn Sơn thì sẽ long trọng diễn ra đại lễ đúc chuông, và đây là một trong những sự kiện vô cùng trọng đại của chùa Côn Sơn. Côn Sơn Kiếp Bạc, quần thể di tích lịch sử văn hóa thiêng liêng, điểm đến không thể thiếu trong hành trình du xuân của mỗi người Việt Nam. Chính hội sẽ diễn ra trong các ngày từ 18 đến 27 tháng 2, tức 14 đến 23 tháng Giêng. Thưa quý vị và các bạn, có nhiều cách để thấy được sự phát triển của thủ đô Hà Nội, như là các chỉ số kinh tế, mức sống của người dân hay là diện mạo của phố phường. Nhưng có một góc nhìn mà ở đó ta sẽ thấy toàn cảnh một Hà Nội đang vươn lên mạnh mẽ. Đó là góc nhìn Hà Nội từ trên cao. Các tòa nhà cao tầng xuất hiện ngày một nhiều ở thủ đô. Trong 5 tháng, diện mạo thành phố Hà Nội đã thay đổi theo hướng khang trang hiện đại hơn. Liên tiếp những đỉnh cao trong kiến trúc đô thị thiết lập. Với mỗi người Hà Nội, chỉ cần hẹn nhau ở bưu điện bờ hồ, không cần rõ ràng địa chỉ thì ai cũng biết điểm đến của mình là đâu. Tòa nhà bưu điện 75 Đinh Tiên Hoàng, xây dựng từ thời Pháp thuộc, lịch sử đã được 100 năm tuổi rồi, và giờ thì còn sót lại một phần nhỏ thôi. Thế nhưng thời bấy giờ thì đây là tòa nhà 5 tầng, khá là bề thế và chạy dọc theo con phố của Hồ Hoàn Kiếm và là một đỉnh cao. Tòa nhà này được khánh thành vào ngày 2 tháng 9 năm 78, và từ đó thì chiếc đồng hồ này được coi là một đỉnh cao mới của Hà Nội. Ngày xưa cao tầng thì mới chỉ nhô lên đến 5-6 tầng, chứ bắt đầu lên nhà đến 8-9 tầng đã là cao rồi. Chúng ta hãy cùng quay ngược kim đồng hồ này và trở về lại với thế kỷ trước, và cùng đến với địa điểm tiếp theo về những đỉnh cao của Hà Nội theo năm tháng. Cột cờ Hà Nội xây dựng từ năm 1812, cao hơn 40 mét và là công trình cao nhất Hà Nội thời bấy giờ, và duy trì kỷ lục này hàng thế kỷ. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc cột cờ Hà Nội. Đó là một đỉnh cao mới của thế kỷ 20, biểu tượng của chiến thắng và hòa bình. Cứ nghĩ đến Hà Nội là tôi lại thấy ngọn cờ đang bay, và đấy là một niềm tự hào của người dân Hà Nội chúng tôi. Người ta vẫn ví rằng con đường Đào Tấn này là nhịp cầu nối của những đỉnh cao hai thế kỷ. Bởi bên tay phải tôi đây là tòa nhà của Đại U, được xây dựng vào cuối thế kỷ 20 năm 1996 với màu xanh đặc trưng và có tới 15 tầng, phá vỡ kỷ lục của khách sạn Hà Nội. Và một kỷ lục mới của thế kỷ 21, tòa nhà cao thứ 2 tại Hà Nội và cao thứ 3 tại Việt Nam, đó là tòa nhà Lotte với gần 70 tầng. Nhìn hình ảnh này, khách sạn Đại U không khác gì một đứa trẻ đứng cạnh một người lớn khi so sánh độ cao với tòa nhà Lotte. Đó cũng là hình ảnh phản chiếu cho tốc độ xây dựng các tòa nhà cao ốc chọc trời của Hà Nội. Theo các chuyên gia, với địa chất của Hà Nội còn có thể xây dựng nhiều tòa cao tầng hơn nữa. Cuộc đua xô đổ các đỉnh cao của thủ đô giờ mới thực sự bắt đầu. Và đó cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Để xem lại các chương trình của Ban Chỉ đối ngoại Đài truyền hình Việt Nam, xin mời quý vị truy cập vào địa chỉ website vtv4.vtv.vn hoặc trên kênh YouTube VTV4Go. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.